Đến với hội thi lần này, với tinh thần giao lưu học hỏi, thông qua hội thi, chúng em muốn dâng những lời ca tiếng hát của mình gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bạn học sinh và đặc biệt chúng em gửi tới toàn thể quý vị khán giả, những người đã đóng góp rất lớn trong công cuộc xây dựng nên mảnh đất Điện Biên anh hùng, giàu đẹp như ngày hôm nay. Chương trình tham gia hội thi lần này của chúng em với chủ đề Em yêu đất nước Việt Nam cùng các tác phẩm đơn ca Nơi Bác Ngồi Làm Thơ của tác giả Bùi Anh Tôn qua phần thể hiện của bạn Lò Thị cùng Tô Búa. Hòa tấu Đi Học Xa, biên đạo và giàn dựng thầy giáo Phạm Trang qua phần thể hiện của nhóm tấu. Sau ca Trường Bản Em của tác giả Nguyễn Hùng Cường do hai bạn Lò Hương và Cá Trang biểu diễn. Múa Nhịp Sống Nơi Dẻo Cao, biên đạo và giàn dựng thầy giáo Quang Việt qua phần thể hiện của nhóm múa. Và cuối cùng là tốp ca Em Yêu Đất Nước Việt Nam của tác giả Phạm Duy. Và sau đây, chương trình biểu diễn của đoàn chúng em xin phép được bắt đầu. Chầm tư